Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì Nấm đang có mặt tại trại của anh Tám. Có lẽ thì mọi người nhìn không gian này thì hay theo dõi những cái video của bên Nấm thì chắc mọi người cũng hình dung ra rồi, đúng không? Đáng lẽ thì không quay. Tại vì sao? Tại vì anh chị đã hái hết, gần hết rồi. Tức là hai cái không gian này hôm trước Nấm có chia sẻ với mọi người là anh sẽ làm thành 4 trại. Nhưng mà bây giờ là anh mới cái trại đầu tiên hôm trước là Nấm quay. Hai Nấm lứa đầu cách này là 3 tháng này. Rồi trại thứ hai thì ở nay lứa đầu. Nhưng mà anh đã hái hầu như hết rồi. Thì nhưng mà có một cái điều mà tại sao Nấm muốn quay cho mọi người xem thì thứ nhất là mình mê quay phim, chia sẻ, rồi quảng cáo nữa nha. Cái thứ hai thì có một cái vấn đề mà Nấm muốn trao đổi với mọi người, đó là cái tay của anh Tám anh chăm rất là tốt. Đây Nấm nè, Nấm anh đang hái đây cho mọi người, anh xếp đẹp không? Nói chung là chị đang xếp nha, chị đang ngồi xếp. Nhưng mà chị không có vào hình. Đấy, rất là đẹp. Đấy, cách xếp của anh rất là đẹp. Ok. Đấy, mỗi người có mỗi cách xếp nha. Nên là Nấm có chia sẻ với mọi người rồi, cách này cách kia nữa, thì cái ai xếp theo kiểu gì hợp lý là được. Đây, Nấm chứa trong tủ nữa nè. Rồi có một cái mà Nấm muốn trao đổi với đây anh Tám ơi. Anh Tám công nhận ảnh là người chăm rất là mát tay nè. Ai có chủ nhân anh chứng kiến lứa này là anh đang xả lứa thứ mấy anh ta? Thứ 8, thứ 7 em. Đây là bắt đầu là thu lứa thứ 8 rồi. Bắt đầu là thu lứa thứ 8. Nếu mà mở nếp ra là thu lứa thứ 8. Không nghĩ đúng không? Nấm không quay rồi nhưng mà anh nói đồ Nấm kêu là thôi để quay lại cho mọi người xem, để kêu quý chuyện Nấm người ta thu mấy chục lần đăng lên. Đây, Nấm mở cái video sẵn nè. Mọi người sẽ quay lại nha. 3 tháng trước nè. Tức là ngày dương nè, Nấm sẽ lấy rồi. Ngày 26 tháng 11. Rằm tháng 10 âm lịch đúng không? Đây, trại của anh đây. Tắt cái. Đấy coi. Đấy, cái trại này nè. Thì mọi người xem là, tức là cái này là Nấm giao phôi mà những cho anh chị em mà trồng như thế này, chăm như thế này là quá ok rồi, quá đẹp. Thải nhiều không anh? Cái gì? Hai mấy phôi? Trại này mấy ngàn em cũng không nhớ nữa, nói chung 3.000 gì thải hai mấy phôi. Tức là cái vấn đề anh đang nói thải hai mấy phôi thì mình nghe tự nhiên nó hơi bất ngờ đúng không mọi người? Là vì trồng 3.000 mà tới thu 7-8 lứa rồi mà thải hai mấy phôi, tức là cái này là mình làm phôi thì gọi là cũng tạm rồi, ảnh chăm nữa kết hợp nữa là tốt. Cho nếu như mà hai bên mà không có sự đồng thuận với nhau, không có chăm sóc tốt hay là Nấm sản xuất tốt mà người chăm không tốt, hay ngược lại người chăm tốt mà Nấm sản xuất không tốt, thì nó cũng như không. Tức là đây là cái sự phối hợp kết hợp giữa hai bên. Đây. Quay cho mọi người xem. Bịch phôi ảnh chăm cũng biết là không biết là sao đây mà nó còn rất là nặng nha. Nấm cân thử là 1 kg đó. Anh Tám ơi. Anh lấy cái cân cho em mượn nha. Em mượn. Tức là cái bịch phôi còn 1 kg khá là nhiều. Đấy, chứ cũng có cái thì cũng nhị hơn nha mọi người, chứ không phải là ở trong này nó còn một cái luồng. Đấy, tức là còn cái luồng này, Nấm của trại này. Nãy bao nhiêu anh? Đó, anh đây bỏ cái rổ ra nha. Đây. Chiến lạng. Rồi, anh lấy bịch khác. Chiến lạng. Như đây chắc nhị hơn. 8 lạng. Ồ. Nè. Đây, bịch đây. Ồ, 1 kg. Tức là ảnh chăm nhìn cái bịch phôi nó còn trắng mà nó còn nặng chắc á. Đây cho cần thôi. Đây mới để lên chiến lạng ngay. Em lấy cái trên này thôi. Thấy bất ngờ đây. Đây chứ còn cả 8 nè. 8 lạng. Ồ, giải thích là anh vừa rồi anh đã thu được bao nhiêu ký? Đứa 7 á. Đây hả? 60 ký.
3.000 được 60 kg, đúng không? Vậy nếu bây giờ ráng còn hai lứa nữa thu tạ nữa là được rồi. Ổn khác. Thế rồi. À, đây điện ảnh trong 24/24 trong quá trình xử lý. Qua bên đây coi. Trại này là lứa đầu. Có góp ý với ảnh hồi nãy, có góp ý với ảnh một vài vấn đề rồi. Đó là vấn đề về oxy. Ánh sáng thì ok rồi, mà nắm đang nói vấn đề về oxy. Thì cũng có trao đổi với ảnh, nói anh chia sẻ với ảnh là anh gắn thêm mấy cái quạt hút nữa là ok để trao đổi oxy tốt hơn. Vì lý do vì sao? Cái trại mình nó rất là dài. Hả? Tức là ảnh ngăn thành hai, nhưng mà đây là cái không gian ngày xưa là ảnh làm khu trò chơi. Nhưng mà bây giờ ảnh chuyển qua ảnh làm nấm. Tức là bây giờ ảnh sẽ ngăn thành 4 trại, mỗi trại làm riêng biệt, ngăn bằng lưới côn trùng hết. Chia ra trại nào ra trại đó. Nhưng mà bây giờ nếu mà gắn quạt hút á, thì không thể gắn riêng từng trại được. Tức là bây giờ đấy, mọi người thấy một đường thẳng nha. Tức là bây giờ hồi nãy chia sẻ với ảnh là kêu anh cái miếng màng trên kia. Đấy, cái miếng màng anh sẽ kéo bỏ đi để cho nó oxy nó vào cho nhiều. Kéo đi. Đấy, là đặt cái quạt hút bên đây mạnh mạnh tới hút trao đổi oxy thông qua cái lớp lưới đó luôn, thông qua hai lớp lưới. Rồi. Ánh sáng thì quá ok rồi. Ánh sáng thì từ cái lúc ảnh xử lý rút nắp đến cái lúc ảnh cho ra nắm là hái hết luôn thì ảnh vẫn là tuân thủ theo ánh sáng là 24/24. Thì ảnh có nói với nắm là kêu tên nắm ơi, chia sẻ với anh là tại sao ví dụ như nó nắm nó ra rất là đẹp chắc nhưng mà nó có vấn đề là hơi răng với cái tay, có tay nó không tròn đều thì có khăn đấy, với lại hơi bị vàng. Thì bị vàng thì có vài chùm rồi. Đây. Vì lứa đầu á nên là nó còn sung, nước vàng nó tiết nhiều quá. Cái thứ hai nữa là cái nấm màu thì đẹp đủ ánh sáng rồi nhưng mà thêm thiếu cái đó là cái quá trình trao đổi oxy nó còn hơi yếu. Hơi yếu thì cái độ bung của cái nấm nó có vẻ nó không có sung lắm. Ví dụ ở đây chùm nấm nó không có nhìn, nó không có sung lắm. Nếu có thể là mọi người nhìn sơ qua nói là không sung lắm là do thiếu dinh dưỡng, không có dinh dưỡng. Không có dinh dưỡng thì lứa bên kia, lứa nào cũng vậy. Tức là quy trình sản xuất của nhà bán phôi thì hầu như nó là 90%. Tức là hầu như nó một công thức cơ bản mà cứ dứt ra mà đóng thôi. Chứ không có thể nào mà hôm nay mọi người đóng 5.000 phôi mà ví dụ như 4% dinh dưỡng ví dụ đó. Đóng 5.000 khác 5% không có. Chỉ nên nó nói là 90% hầu như nó là một công thức cố định, mùng lấy một chỗ cố định. Đấy, dinh dưỡng đồ này kia là cố định hết. Nên là nói tại sao là không ấy. Còn kêu không đều, do trộn không đều thì không có đâu. Trộn máy móc mà. Mọi người vô xưởng của nấm thì mọi người sẽ hình dung được, thấy được, chứng kiến được. Giống là giống 60 ngày nhưng mà mùa nắng là phải 8-90 ngày mới xử lý nha. Rồi nói về thêm một cái yếu tố 10% còn lại. Tức là 90% là xử lý ok rồi. Tức là nấm đã sản xuất theo một quy trình, còn 10% trừ khi những khách hàng đặt riêng. Có những khách hàng đặt phôi đặc biệt này. Đấy, rồi đặt riêng theo cái công thức thì nấm làm. Chứ còn nếu mà nó bán solo thì cứ một công thức là đẳng thôi. Nên không có thể nào mà kêu thôi như dạo như vậy thì nấm chia sẻ với mọi người sơ qua thôi. Tính là không có quay cho mọi người xem đâu. Sợ quay anh Tám mới đầu năm nữa. Nay là 27. Nay 27 hay 28 gì ạ. Nay ngày mấy? Nói coi ngày vậy. Coi ngày cho phía đi. Thứ 6 ngày 8 tháng 3. Đấy, nay ngày 8 3. Rồi, nhớ cho phía. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Như vậy thì trong cái vấn đề trồng nấm thì nó còn rất là nhiều cái vấn đề để chia sẻ cho mọi người mỗi năm mỗi khác, mỗi tháng mỗi khác nữa. Đấy, nó rất là nhiều. Rồi cách chăm của mỗi người mỗi khác, cách thiết kế trại mỗi người mỗi khác, rồi cách vận chuyển xa gần nó lại khác nữa, rồi cách bố trí trại, hệ thống phun sương, đây anh dùng bếp cam hết nè, nó lại khác. Đấy, rồi trại chuẩn hay là chưa trại là một vấn đề nữa, nó rất nhiều lắm. Nhưng mà cứ tới khúc nào thì nắm chia sẻ khúc đó đi. Còn về sau thì cứ tới đầu thì nắm trao đổi tới đó. Về ví dụ ở trại này thì nắm góp ý như thế này.
qua trại khác thì nấm phải góp ý khác nên mọi người xem cái ủa sao tôi thấy ủa bữa nó nói cái khúc này làm như thế này mà sao qua trại kia thì thấy cái kiểu nó lại khác, là vì tùy tình thế, hướng gió là một nè, hướng nắng là hai nè, rồi bố trí kệ ngang hay dọc là ba nè, chiều dài hay là trại dài hay vuông là bốn nè. Đấy, nếu như cái trại này là đáng lẽ đúng nguyên tắc của nó là thiết kế ngang, nhưng mà thiết kế ngang thì hai bên là được tường hết thì không được, phải thiết kế dọc. Thiết kế dọc thì nó dài quá dài. Đấy, còn thiết kế ngang thì nó bên đây tường, bên đây tường thì chúng ta phải ép buộc phải thiết kế ngang như này, không lẽ tường bên đây đập, tường bên đây đập nhà người ta. Đó, mình sẽ thiết kế theo kiểu dài. Thì dài nó sẽ có mất cái lợi thế của nó, đó là lượng oxy trao đổi nó sẽ yếu hơn. Rồi cái độ ẩm của đầu trại cuối trại nó khó hơn. Cái trại nấm mà tốt nhất là đừng có ốm mà dài quá cũng không tốt, mà vuông quá thì là ok. Vuông quá thì dễ thiết kế, mà vuông theo kiểu trống hai bên hoặc là bốn bên nữa là quá ok luôn. Thôi, cảm ơn mọi người. Thì cứ mỗi vấn đề là mỗi khác, nên là hôm nay qua gì nói chia sẻ cách này thì mai chia sẻ cách khác. Đấy, ảnh hái cái luồng đây còn mấy trăm ly que này. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người nhiều sức khỏe, cảm ơn quý khách hàng. Nấm sẽ kết thúc cái video ở đây nha. Thì cái trại này thì ảnh đậy nắp bữa nay là tức là ảnh sẽ không biết là ảnh chi cử sao thì nấm cũng không rành lắm, nhưng mà ảnh đang đậy nắp. Cảm ơn tất cả mọi người.